Xin chào các bạn đã đến với kênh Pikachu Review Phim. Hôm nay sẽ mang đến cho các bạn một series phim kinh dị vừa mới ra mắt của Thái Lan với tên gọi Thứ Ba Kinh Hoàng, Chuyện Rùng Rợn. Bộ phim có tổng cộng 8 tập với 8 câu chuyện kinh dị khác nhau, xoay quanh những vấn đề quen thuộc mà thường ngày mà chúng ta hay gặp phải. Không để các bạn phải đợi lâu, bắt đầu vào tập 1 thôi nào. Câu chuyện thứ nhất, em gái. Câu chuyện bắt đầu với cảnh nữ chính Ai tỉnh dậy sau một vụ tai nạn với cơ thể đầy những vết thương. Chiếc xe cô vừa lái đã bị lật nhào nằm giữa đường. Bà mẹ ngồi đằng sau cũng bị thương nặng. Ai nhìn xung quanh thì phát hiện em gái mình vừa mới bò ra ngoài. Cô bé định tìm người cứu giúp, nhưng bất ngờ một chiếc xe từ xa lao đến, tông mạnh khiến cô bé chết ngay tại chỗ. Sau vụ tai nạn, ngôi nhà chỉ còn lại hai mẹ con. Ai vẫn chưa vượt qua cú sốc kể từ ngày hôm đó. Cô thường xuyên nằm mơ gặp ác mộng và nhìn thấy ảo giác. Ai luôn tự dằn vặt lỗi của bản thân, khi đó đã lái xe và khiến nó gây tai nạn, cướp đi đứa em gái của mình. Bà mẹ sau khi mất đi đứa con, tâm trí cũng không còn được bình thường. Bà ta luôn tự tưởng tượng rằng con gái mình vẫn còn sống. Mỗi khi nấu ăn sẽ luôn nấu thêm một phần dành cho cô bé. Ai mua thuốc điều trị tâm lý cho mẹ, nhưng bà ta chỉ vứt nó vào sọt rác. Vài ngày sau đó, Ai phát hiện mẹ mình vừa mang về nhà một con búp bê lạ của một ông thầy phù thủy ở làng bên cạnh. Bà ta tỏ ra rất vui vẻ, còn ôm con búp bê vào lòng, xem nó như con gái của mình. Thầy phù thủy căn dặn có 3 điều luật cần tuân theo khi giữ con búp bê này. Thứ nhất, vào mỗi bữa ăn phải phục vụ con búp bê một suất ăn như người thông thường. Thứ hai, trước 12 giờ đêm, phải bỏ con búp bê này vào chiếc hộp và cất trên đầu tủ. Thứ ba, không được đưa con búp bê ra khỏi kết giới, răng bên ngoài khu vườn. Nếu tuân thủ 3 điều luật này, thì con búp bê sẽ mãi là đứa con gái bé bỏng của gia đình. Nhìn thấy mẹ mỗi ngày đều ôm lấy con búp bê không rời một giây, khiến Ai cảm thấy lo lắng. Tối đó cô đã kể lại chuyện này cho bạn thân của mình. Ai không tin rằng linh hồn của em gái đang ở trong con búp bê, mà cho rằng đó chỉ là một trò lừa bịp của thầy phù thủy. Trong lúc đang nói chuyện, bỗng bóng đèn trên đầu nhấp nháy. Phía sau lưng Ai xuất hiện một bóng người mặc váy trắng. Thế nhưng khi cô xoay qua thì nó đã biến mất. Ai nghe thấy tiếng động dưới nhà, bước xuống kiểm tra thì phát hiện con búp bê đang ngồi trên ghế sofa và xem tivi. Cô lo lắng bèn bước đến tắt chiếc tivi. Bỗng bà mẹ xuất hiện đằng sau, bảo rằng em gái con đang xem tivi, tại sao lại tắt? Không để Ai trả lời, bà ấy liền bật lại tivi và bước đến bên cạnh, nói chuyện với con búp bê một mình. Ai nhìn thấy cảnh này thì vô cùng lo lắng, sợ rằng vấn đề tâm lý của mẹ sẽ càng nghiêm trọng hơn. Tối đó, tranh thủ lúc bà ấy vừa mang con búp bê cất lên tủ đồ, Ai bèn lén đến mở nó ra. Cô muốn xem thử liệu có bí mật nào ẩn giấu bên trong của búp bê này hay không. Khi đồng hồ vừa điểm qua 12 giờ khuya, con búp bê bỗng biến thành đứa em gái đã mất. Nó sau đó lao đến ôm lấy Ai. Nhưng cô gái chưa kịp vui mừng, bỗng cảm thấy đứa em càng lúc càng siết mạnh hơn. Nó liên tục chửi bới Ai và cho rằng cô đã ganh tị nên muốn sát hại nó. Đứa em gái sau đó giống lên một tiếng đầy đau đớn, cơ thể từ từ biến thành máu. Ai giật mình tỉnh dậy, nhận ra tất cả chỉ là mơ. Cô phát hiện con vẹt mình nuôi trong lòng đã biến mất. Bước xuống nhà bếp thì thấy mẹ đang nấu bữa sáng. Thuốc cô mua cho bà ấy lại bị vứt trong sọt rác. Ai đến khuyên mẹ uống thuốc thì liền bị bà ấy quát mắng, bảo rằng không cần thứ thuốc vô dụng đó. Nhìn thấy mẹ lúc này đã hoàn toàn bị con búp bê làm cho mở mắt, Ai tức giận bèn đến mang nó ra ngoài sân, định vứt ra khỏi kết giới nhưng liền bị bà mẹ ngăn cản. Cả hai trong lúc giằng co đã vô tình làm tuột chiếc váy của con búp bê, để lộ bên trong những hình vẽ bùa chú đầy ghê rợn. Bà mẹ tức giận liền giật lấy con búp bê rồi bỏ đi vào nhà. Tối đó, Ai nghe thấy bà ta ngồi bên ngoài sân nói chuyện với con búp bê. Con bảo rằng từ giờ, ngôi nhà chỉ có hai mẹ con, không còn cần thêm ai nữa. Ai nghe vậy thì buồn bã định dọn đồ bỏ nhà đi. Nhưng khi vừa đến trước cửa đã bị bà mẹ phát hiện, liền dùng thuốc gây mê khiến cô bất tỉnh. Đến khi tỉnh lại, Ai phát hiện mình đang bị trói trong bếp. Trước mặt cô là con búp bê quái dị kia. Bà mẹ sau đó mang ra một nồi súp cho bữa tối. Ai phát hiện trong nồi súp là xác con vẹt của cô. Thì ra nó đã bị bà ta vặt lông để làm món ăn cho bữa tối. Bà mẹ lúc này dường như đã hoàn toàn trở nên điên loạn, liên tục ép Ai phải ăn hết chén súp của mình, mặc cho cô gái liên tục gào khóc, kêu mẹ dừng lại. Bà mẹ sau đó đứng nói chuyện với con búp bê một lúc, rồi mang ra một bình xăng, đổ vào trong hai chiếc ly, nói rằng ba mẹ con chúng ta sẽ mau chóng được đoàn tụ với nhau. Nói rồi bà ta cầm một chiếc ly lên và uống hết nước trong đó. Ly còn lại mang đến chỗ Ai và ép cô gái uống. Trong lúc giằng co, cô đã may mắn thoát khỏi dây trói, hất đổ cây nến trên bàn khiến ngọn lửa nhanh chóng bùng lên. Ai sau đó cố gắng bỏ chạy nhưng liền bị bà mẹ xông đến, cầm dao định tấn công. Cô gái dùng hết sức đạp bà ta văng ra xa. Lúc này bà mẹ bắt đầu có triệu chứng nôn ói rồi cũng nhanh chóng ngất đi. Ai nhớ ra con búp bê, liền quay lại bàn nhưng phát hiện nó đã biến mất. Vừa xoay qua thì một con quái vật hình thù đáng sợ đã đứng ngay sau lưng. Nó xông đến bóp cổ cô gái. Trong lúc nguy cấp, bà mẹ đã xuất hiện đằng sau, đâm liên tục vào con quái vật khiến nó phải buông tay. Ai đến khi nhìn lại, thì phát hiện con quái vật chính là hiện thân từ con búp bê ma quái kia. Bà mẹ bảo rằng con búp bê đã sai khiến mình làm những chuyện này,
Nói xong thì bà ta cũng tắt thở. Ai cố hết sức liền mang con búp bê ra ngoài sân. Lúc này trời bắt đầu nổi giông bão. Cô gái nhanh chóng ném con búp bê khỏi kết giới. Khi xong xuôi thì phát hiện những vết thương trên tay mình đã biến mất. Ai nhìn sang bên cạnh thì nhận thấy, không chỉ có một con búp bê của em gái, mà còn có một con búp bê khác, chính là mẹ của cô. Thì ra ngay từ ban đầu, tất cả đều là ảo giác của ai. Sau vụ tai nạn, mẹ và em gái của cô đều đã qua đời. Vì quá đau buồn nên ai đã tự tưởng tượng rằng mẹ mình vẫn còn sống. Số thuốc mà bác sĩ đưa cũng chính do cô vứt vào sọt rác. Ai cũng là người đã liên lạc với thầy phù thủy để mang hai con búp bê về nhà. Khi cô gái nhớ ra tất cả thì vô cùng đau buồn. Có lẽ trên đời này không có gì đau đớn hơn bằng việc mất đi người thân yêu của mình. Câu chuyện thứ hai, váy cưới. Nhân vật trong câu chuyện này là Núc. Hôm đó cô được cậu bạn trai đưa đến một tiệm váy cưới ở địa phương. Đây là nơi Núc vừa mới nhận việc ngày đầu tiên của mình. Chủ tiệm váy cưới là một người phụ nữ trung niên. Bà ta vui vẻ đón tiếp, còn hứa hẹn rằng đây là một công việc ổn định và có thu nhập. Nếu Núc làm việc chăm chỉ chắc chắn sẽ được thưởng thêm. Bà chủ sau đó đưa cô gái lên lầu để tham quan. Núc phát hiện chiếc máy may ở đây đã bị đóng bụi, dường như đã lâu không có ai đụng đến. Tầng 3 ngôi nhà là nơi đặt những con ma nơ canh bị hỏng. Bà chủ vội bảo rằng vì không có thời gian dọn dẹp nên hơi bừa bộn một chút. Trên tầng 4 là nơi chụp ảnh. Và tầng 5 là một căn phòng dành riêng cho Núc, cô sẽ ở đây để dễ về quản lý cửa hàng. Tiệm sẽ hoạt động từ 10 giờ sáng đến 8 giờ tối. Thời gian còn lại Núc có thể tận hưởng ngôi nhà của riêng mình. Sau khi bàn giao lại tất cả công việc, bà chủ nhà báo tin rằng mình sẽ đi du lịch 4 ngày. Núc vô cùng bất ngờ và lo lắng, do mới ngày đầu vào sẽ không thể quản lý tốt. Nhưng bà chủ liền trấn an, nói rằng nếu không biết gì cứ gọi điện cho bà ta. Xong xuôi liền lái xe rời đi. Tối đó, trên sân thượng ngôi nhà, một cơn gió bất ngờ thổi đến, cuốn bay lá bùa dán trên chiếc bồn nước. Núc lúc đó đang gọi điện nói chuyện với mẹ. Khi đi ngang qua lầu 3 đặt những con ma nơ canh, bỗng có một bóng người xuất hiện đi đằng sau lưng. Núc giật mình nhìn lại thì không thấy gì. Ngày hôm sau, có một cặp vợ chồng sắp cưới đã đến cửa hàng để lựa đồ. Người phụ nữ tìm một hồi lâu nhưng vẫn chưa chọn được chiếc váy ưng ý. Nhìn thấy bọn họ muốn bỏ đi, Núc vội vàng lên lầu kiểm tra xem còn chiếc váy nào hay không. Trong lúc đang lục tìm, cô gái phát hiện một chiếc váy được đặt trong góc phòng. Hình dáng vô cùng tinh tế và thanh thoát. Rất nhanh chóng, nữ khách hàng đã ưng ngay chiếc váy này. Tuy nhiên khi mặc thử thì phát hiện nó hơi chật. Núc bảo rằng thời gian để sửa sẽ mất từ 3 đến 4 tuần. Người phụ nữ lo lắng vì tuần sau sẽ đến đám cưới của mình. Lúc này Núc bất ngờ chửi bới, bảo bà ta là đồ lợn béo. Thay vì sửa chiếc váy thì hãy đi giảm cân đi. Người phụ nữ nghe xong thì vô cùng ngỡ ngàng. Bà ta tức giận liền lấy điện thoại quay làm bằng chứng, tố cáo cửa hàng cùng nhân viên tại đây đã body Samsung mình. Còn định đăng đoạn video lên mạng xã hội, Núc vô cùng lo lắng không biết tại sao mình lại nói những lời đó. Cô xin người phụ nữ cho mình một cơ hội, đảm bảo bà ta một tuần sau sẽ có được chiếc váy ưng ý. Người phụ nữ thấy vậy quyết định cho Núc một cơ hội. Thế là tối hôm đó, cô gái bắt tay vào sửa lại chiếc váy. Chỉ có một tuần nên thời gian vô cùng cấp bách. Đang làm bỗng dưng nghe thấy trên lầu có tiếng động lạ. Bước lên phòng chụp hình thì nhìn thấy trong bức màn có ai đó đang đứng. Cô gái sợ hãi từ từ tiến đến. Bất ngờ cậu người yêu từ trong sông ra hù dọa, khiến Núc một phen chết khiếp. Cô cảm thấy lạ, không biết vì sao cậu ta lại vào được đây. Nhưng cậu thanh niên liền bảo, vừa nãy chẳng phải em đã mở cửa cho anh vào đó hay sao? Khi đó Núc còn mặc một chiếc váy cưới. Gương mặt quyến rũ đưa cậu người yêu lên lầu và cùng nhau làm chuyện 18 cộng. Cậu ta vô cùng bất ngờ khi lần đầu tiên thấy Núc bạo dạn như vậy. Cậu ta muốn làm thêm một hiệp nữa, nhưng liền bị cô gái ngăn cản. Núc nói về chuyện đám cưới của hai đứa. Nhưng nghe tới vấn đề này, cậu người yêu lại tỏ ra chán nản, bảo rằng bản thân vẫn còn nghèo, chưa có tiền để tổ chức đám cưới như gia đình cô gái mong muốn. Nói xong thì liền mặc đồ rời đi, để lại Núc một mình buồn vã. Hôm đó cô gái vẫn miệt mài sửa lại chiếc váy. Vì mệt mỏi nên đã ngủ thiếp đi trên bàn. Đến khi tỉnh dậy, thấy trước mặt mình có một lọ thuốc giảm cân không biết của ai. Ngày hôm sau, Núc cố gắng nhắn tin cho bạn trai để xin lỗi. Nhưng anh ta lại không bắt máy. Đang ăn sáng bỗng cô gái cảm thấy buồn nôn. Sau đó nôn từ trong miệng ra một lọn tóc ghê rợn. Vừa bước ra ngoài, bất ngờ trước mặt xuất hiện hồn ma một người phụ nữ trong chiếc váy cưới. Nó nở một nụ cười quái dị khiến Núc sợ hãi liền ngất đi. Khi tỉnh dậy, cô lại nhìn thấy bản thân đang ngồi trước chiếc máy may. Trước mặt vẫn là lọ thuốc giảm cân kia. Núc cứ thế tiếp tục sửa lại chiếc váy, không màng đến sức khỏe của bản thân. Một tuần trôi qua, khi hai vợ chồng vị khách kia quay trở lại thì chiếc váy đã được sửa xong xuôi. Gương mặt Núc thì đờ đẫn do thiếu ngủ. Tưởng rằng cuối cùng đã có thể khiến vị khách kia hài lòng. Tuy nhiên khi thử lại chiếc váy, Núc ngỡ ngàng phát hiện nó lại còn chật hơn trước. Chiếc váy sau đó bất ngờ tự siết chặt lại, khiến người phụ nữ vô cùng đau đớn. Bà ta cố gắng mở ra nhưng không được. Núc trong lúc đang hoang mang, bất ngờ nhìn thấy gương mặt vị khách kia bỗng trở nên vô cùng ghê rợn. Cô gái hoảng sợ liền ngã xuống đất bất tỉnh. Khi tỉnh lại thì trời đã tối. Kiểm tra điện thoại thì thấy một bài đăng từ chồng người phụ nữ.
Ông ta tố cáo cửa hàng váy cưới đã khiến vợ mình bị thương phải nằm viện, còn chị đích danh hung thủ là Núc. Lúc này điện thoại từ bà chủ bỗng gọi đến. Cô gái vô cùng sợ hãi khóc lóc, bảo rằng những chuyện kỳ lạ cứ liên tục ập đến, từ khi tìm thấy chiếc váy cưới kia. Bà chủ khi nghe đến nó thì vô cùng hoảng hốt, yêu cầu Núc mau rời khỏi cửa hàng chờ bà ta đến. Cô gái nghe vậy vội lên lầu lấy chìa khóa đồ đạc. Nhưng vừa bước xuống thì hồn ma mặc chiếc váy cưới đã đứng trước mặt từ lúc nào. Núc bị nó kéo tông thẳng vào chiếc tủ đồ gần đó. Khi cánh cửa tủ vừa mở ra, thì trước mặt cô gái là xác của cậu người yêu. Thì ra hôm trước sau khi cả hai cãi nhau, cậu người yêu tức giận bỏ về, Núc liền đuổi ngay theo sau. Cô gái như bị ai điều khiển, liền cầm kéo đâm liên tiếp vào người cậu thanh niên khiến cậu ta chết ngay lập tức. Núc khi nhớ lại thì vô cùng hoang mang. Bất ngờ vừa lúc đó, chiếc váy cưới bỗng dưng lơ lửng trên không trung như có ai đang đứng. Một lát sau bà chủ nhà cũng đã về đến. Khi bà ta bước lên lầu, nhìn thấy Núc đang mặc bộ váy cưới, nhưng với gương mặt vô cùng đáng sợ. Quay lại vài tháng trước, khi đó bà chủ nhà có một người làm tên là Pete. Cô ta là một người vô cùng tài năng, thường xuyên thiết kế ra những chiếc váy cưới hoàn hảo. Khách hàng đến mua đều tấm tắc khen ngợi. Tuy nhiên do thân hình quá khổ của mình, nên cô gái rất buồn vã vì không thể mặc được những chiếc váy do mình tạo ra. Vào một ngày khi cả hai đang ngồi nhậu trên sân thượng, Pete bỗng nảy ra một ý tưởng, muốn nhờ bà chủ cho tiền để đi phẫu thuật thẩm mỹ và giảm cân, để có thể mặc được chiếc váy mà mình mơ ước. Bà chủ nhà nhìn thấy Pete tội nghiệp nên đã đồng ý. Sau khi phẫu thuật thẩm mỹ, cô gái đã có được vóc dáng xinh đẹp đầy mơ ước. Tuy nhiên lòng tham con người là vô đáy. Pete vẫn chưa ưng ý với cơ thể hiện tại mà còn muốn giảm cân nhiều hơn nữa. Thế là mỗi ngày cô gái đều uống các thực phẩm chức năng giúp giảm cân, mặc cho cơ thể cảm thấy khó chịu, nhưng vẫn tiếp tục với số lượng càng lúc càng nhiều. Càng uống thì cơ thể càng trở nên suy nhược, tóc cũng rụng nhiều hơn. Bà chủ nhìn thấy tình trạng của Pete thì cố gắng ngăn cản. Tuy nhiên cô ta lại cho rằng bà ấy đang ganh tị với cơ thể xinh đẹp của mình. Cả hai sau đó cãi nhau. Trong lúc xô xát, bà chủ đã vô tình làm rách chiếc váy cưới mà Pete yêu thích. Nhìn thấy sản phẩm của mình bị phá hủy, cô ta tức giận liền xông đến bóp cổ bà chủ. Bà ấy hoảng hốt bèn với lấy cây kéo gần đó, đâm vào người cô gái khiến cô ta chết ngay lập tức. Khi nhận ra sự việc, bà chủ vô cùng hoảng sợ, lo rằng bản thân sẽ bị cảnh sát bắt, bà ta đã mang xác cô gái giấu vào bồn nước trên sân thượng, sau đó khóa cửa không cho ai bước lên đây. Quay lại thực tại, hồn ma của Pete lúc này đã xuất hiện trước mặt. Cô ta từ từ bước đến, dùng chính cách mà bà chủ đã sát hại mình để giết chết bà ấy. Cuối phim Núc đã hoàn toàn bị hồn ma của Pete chiếm hữu cơ thể. Cô ta tạo ra một đám cưới với cậu bạn trai đã mất, để thỏa lòng mong ước bấy lâu của mình. Còn Núc sẽ vĩnh viễn bị mắc kẹt, không thể nào thoát khỏi cơn ác mộng đáng sợ này. Tập 3. Tri ân gia đình. Câu chuyện bắt đầu với cảnh gia đình một cặp vợ chồng, đang lái xe đến một ngôi nhà hoang trong đêm. Bọn họ có hai đứa con là Chagwin và Linda. Ông bố là một cảnh sát trưởng, nhưng lại liên quan đến một vụ hối lộ tiền bạc. Vì để tránh tai mắt của người ngoài, ông ta đã nhờ một người bạn thân giúp tìm một ngôi nhà hoang để ở tạm vài ngày chờ mọi việc lắng xuống. Do vụ việc nghiêm trọng nên ai nấy đều tỏ ra căng thẳng và mệt mỏi. Chagwin và Linda là hai chị em, nhưng lại cùng cha khác mẹ, nên mối quan hệ của bọn họ cũng không mấy thân thiết. Chagwin phải nhường căn phòng rộng rãi cho chị mình, còn bản thân thì ở một căn phòng khác dập dệ và cũ kỹ. Tuy nhiên cậu cũng không hề than trách một lời. Trong lúc đang dọn dẹp chỗ ngủ, Chagwin bỗng phát hiện ngoài hành lang có một căn phòng bị khóa. Trên cửa còn có dán một lá bùa kỳ lạ. Dù cố gắng thế nào cũng không thể mở được. Tối đó vì lạ chỗ nên Chagwin không ngủ được. Cậu không thể ngừng suy nghĩ về căn phòng bí ẩn kia. Thế là cậu ta liền bước ra, tìm đủ mọi cách để mở ổ khóa nhưng vẫn không được. Bỗng dưng cảm thấy có ai đó đang đứng đằng sau, Chagwin vội xoay lại nhưng không thấy gì. Cậu nhìn lại cánh cửa thì phát hiện lá bùa trên đó đã bị rách. Từ bên trong bất ngờ phát ra một tiếng đập mạnh, khiến Chagwin giật mình. Đằng sau lưng, có một bóng người đang từ từ tiến đến. Nó đưa gương mặt đầy máu nhìn thẳng vào Chagwin, khiến cậu sợ hãi chỉ biết nhắm mắt. Lúc này Linda từ dưới nhà đi lên, nhìn thấy em trai đứng một mình run rẩy liền đến mắng cậu ta một trận. Khi Chagwin nhìn lại thì mọi thứ đã trở về bình thường. Bọn họ sau đó nhanh chóng rời đi, không biết rằng bên trong căn phòng bí ẩn kia có những bàn chân ghê rợn đang đứng. Ngày hôm sau trong bữa tối, cả gia đình ai nấy đều im lặng không nói tiếng nào. Linda xuống trễ do mãi bấm điện thoại. Cô gái cũng không hề quan tâm xung quanh, mà nhởn nhơ vừa ăn vừa nhắn tin cho bạn bè. Khi bị mẹ nhắc nhở, Linda liền tức giận bỏ đi về phòng. Một lát sau trên lầu phát ra một tiếng động lớn. Nghĩ rằng con gái đập phá đồ đạc, bà mẹ tức giận định lên chửi một trận, nhưng bỗng phát hiện cô gái lại đang ngồi dưới nhà. Lúc này Chagwin liền kể về căn phòng bí ẩn trên lầu. Ông bố cố gắng phá cửa nhưng nó không hề suy chuyển. Cuối cùng bà mẹ phải lấy búa đập vỡ ổ khóa, mở ra thì phát hiện bên trong chỉ là một căn phòng bình thường. Các cửa sổ đều được che lại khiến nó có phần hơi u ám. Nhìn thấy không có gì bất thường, cả gia đình bèn đóng cửa rời đi. Khuya hôm đó, Linda vì chưa ăn gì nên đói bụng xuống bếp, thì thấy Chagwin đang nấu mì bèn bấm bụng đến ngồi ăn chung.
Sau khi nói chuyện với nhau, cô gái tiết lộ rằng mình sẽ sớm ra nước ngoài du học, để không phải ở lại cái gia đình này nữa. Cô đã quá chán không khí ngạt thở trong ngôi nhà này. Cha Win kể về tiếng động lạ mình nghe thấy trong căn phòng trên lầu, nhưng Linda không tin những gì cậu em trai nói. Đang ăn, bỗng cha Win làm rơi một cọng mì xuống đất. Cậu ta thấy vậy thì vẫn tiếp tục ăn. Một lát sau khi ăn xong, nhìn lại thì cọng mì kia đã biến mất. Cha Win cảm thấy vô cùng khó hiểu, không biết rằng ngay bên dưới ghế, có một bóng đen đang nằm lấp ló. Nghĩ rằng ngôi nhà này không bình thường, cha Win bèn lấy băng dính, dán lại lá bùa trước căn phòng bỏ hoang. Hy vọng sẽ không có gì xảy ra. Tuy nhiên sáng hôm sau khi vừa ngủ dậy, cậu kiểm tra thì phát hiện miếng băng dính tối qua đã bị ai đó rạch mất. Trong lúc chưa hiểu chuyện này thế nào, bỗng nhiên bà mẹ bất ngờ xuất hiện, gương mặt vui vẻ bảo hai chị em mau xuống nhà ăn sáng. Bọn họ vô cùng bất ngờ khi đây là lần đầu tiên nhìn thấy mẹ dậy sớm và nấu ăn. Bà ta còn tỏ thái độ vui vẻ khác hẳn hôm qua, đang ăn bỗng vô tình rơi một cọng mì xuống sàn. Bà mẹ không ngần ngại liền nhặt lên bỏ vào miệng. Nhìn thấy mẹ mình khác hẳn mọi khi, hai chị em vô cùng lo lắng. Cha Win thử lên mạng tìm kiếm công dụng của lá bùa thì biết rằng đó là vật dụng để ngăn chặn hồn ma, tránh những thứ bên trong thoát ra ngoài. Sau khi kiểm tra địa chỉ ngôi nhà mình đang ở, cha Win vô cùng ngỡ ngàng khi biết nơi này trước đây từng có một vụ đầu độc, khiến gia đình bốn người tử nạn sau khi ăn bữa tối. Bọn họ vô cùng lo lắng không biết phải làm thế nào, bỗng nhiên bà mẹ lại xuất hiện, bảo rằng mình sẽ xuống thị trấn để mua đồ về nấu bữa tối. Điều này khiến hai chị em càng hoang mang hơn. Tối hôm đó gia đình bốn người lại ngồi trước bàn ăn. Bà mẹ nấu một nồi lẩu thơm ngon, nhưng cha Win và Linda thì lại sợ hãi không dám đụng đũa. Nhìn thấy thái độ kỳ lạ của chồng và hai đứa con, bà mẹ liền mang một tảng thịt sống để trước bàn, sau đó liên tục bẩm nhuyễn, còn bảo sẽ cho vào để nồi để thêm ngọt nước. Ông bố nhìn thấy liền mắng bà ta một trận. Bất ngờ bà mẹ liền thay đổi thái độ, trở nên vô cùng hung hăng cầm dao đe dọa từng người trong gia đình, còn chửi tất cả bọn họ là những kẻ giả tạo. Tao đã phải hy sinh bao nhiêu thứ chỉ để yên ổn trong cái nhà này, nhưng tất cả lại bị chúng mày phá hỏng. Nói xong bà ta tiếp tục điên cuồng bầm nát đống thịt để trên bàn, sau đó bầm luôn cả bàn tay của mình. Giọng nói bà mẹ trở nên vô cùng đáng sợ, như bị một thứ gì đó nhập vào người. Hai đứa con vô cùng sợ hãi. Ông bố vội chạy đến ngăn cản, giật lấy con dao trên tay bà ta và đâm tới tấp vào người phụ nữ, khiến bà ấy chết ngay lập tức. Bất ngờ sau đó, đến lượt ông bố cũng bị quỷ nhập, từ từ bước đến chỗ hai đứa con. Cha Win vội vàng chạy lên lầu, đến phòng ông bố và lục tìm cây súng của ông ta. Trong khi đó, Linda cố gắng bỏ chạy nhưng nhanh chóng đã bị ông bố bắt lại. Ông ta đập đầu cô gái vào tường, sau đó đè xuống bóp cổ cho đến khi Linda không còn cử động. Cha Win nhìn thấy vô cùng sợ hãi nhưng lại không dám bóp cò. Ngay khi ông bố đang bước đến chỗ cậu ta, bất ngờ Linda tỉnh dậy, lao đến đập đầu ông ta vào chân cầu thang khiến ông ấy chết ngay lập tức. Lúc này linh hồn con quỷ lại nhập vào người Linda, khiến cô gái lao đến truy đuổi em trai của mình. Cha Win vội bỏ chạy vào phòng khóa cửa trấn thủ bên trong. Ngay khi Linda vừa đập cửa, cậu liền bắn một phát đạn về phía cô gái, sau đó vội bỏ chạy ra bên ngoài. Thế nhưng lúc này, xác của ông bố và bà mẹ lại đứng chặn ngay trước cầu thang. Bọn họ đều đã bị ác quỷ chiếm hữu cơ thể. Cha Win sợ hãi bèn chạy vào trong căn phòng bỏ hoang. Bỗng dưng vướng phải thứ gì đó dưới đất khiến cậu ngã xuống bất tỉnh. Khi tỉnh lại, cha Win nhìn thấy mình đang ngồi trước bàn ăn. Bố mẹ và chị gái đều bình thường, không hề có chuyện gì xảy ra. Tưởng rằng tất cả chỉ là mơ, thế nhưng bất ngờ cha Win nhận ra trong thức ăn có độc. Nhìn lại thì bố mẹ và chị gái đều đã gục xuống bàn chết từ lúc nào. Cậu tỉnh giấc và nhớ lại tất cả mọi chuyện. Thì ra bốn người bọn họ đều đã chết trước đó. Tin tức vụ án mà cha Win đọc được trên mạng, không ai khác chính là của gia đình của mình. Người đã hạ độc bữa tối ngày hôm đó cũng chính là cậu ta. Vì cảm thấy cô đơn và muốn được ở bên cạnh gia đình mãi mãi, cha Win trở nên điên loạn, sát hại bố mẹ và chị gái, sau đó cũng tự kết liễu bản thân. Trước khi bóp cò, cậu đã dán lá bùa trấn yểm lên căn phòng bí ẩn kia. Vào cái đêm lá bùa bị xé rách, những bàn chân đứng bên trong căn phòng không ai khác, chính là bố mẹ và chị gái của cha Win. Có lẽ sau khi chết, linh hồn của bọn họ đã bị kẹt ở ngôi nhà này vĩnh viễn không thể siêu thoát. Một kết cục buồn cho gia đình thiếu sự tình thương và gắn kết. Câu chuyện thứ tư, lời thề. Câu chuyện bắt đầu tại một khu nghỉ dưỡng nọ. Một cô gái đang đi dạo, bỗng nhìn thấy một chàng trai đang nằm bất động dưới hồ bơi. Cô gái vội vàng nhảy xuống cứu anh ta, mặc dù bản thân lại không biết bơi. May mắn cậu thanh niên lúc đó chỉ đang ngâm mình thư giãn, không hề có chút nguy hiểm nào. Nhìn thấy cô gái không biết bơi nhưng lại nhảy xuống nước để cứu mình, Nat vô cùng biết ơn cũng như ấn tượng với Giao. Cả hai sau đó nói chuyện với nhau cả đêm. 8 năm sau, bọn họ lúc này đã là một cặp đôi và đang chuẩn bị tiến tới hôn nhân. Cả hai vẫn yêu nhau như những ngày đầu mới gặp. Hôm đó Giao đã đưa bạn trai đến một ngôi chùa ở vùng quê để cầu xin may mắn. Nơi này có một bức tượng được gọi là nữ thần đùi đen, nghe nói rất linh thiêng. Các cặp đôi khi đến đây cầu xin nữ thần, đều sẽ có một cuộc sống vợ chồng ấm êm hạnh phúc. Cả hai đến gặp một người phụ nữ ngồi gần đó để mua đồ cúng. Giao đã nhiều lần đến đây nên cũng thân thiết với người phụ nữ, còn thông báo với bà ta rằng mình sắp kết hôn.
Người phụ nữ thấy vậy liền kể về truyền thuyết của nữ thần đồi đen. Đó là một câu chuyện dân gian xưa của Thái Lan, kể về một người con gái gia cảnh nghèo khó, nhưng lại phải lòng một chàng hoàng tử trong thành. Mối tình của bọn họ bị cấm đoán, dẫn đến kết cục cô gái đã quyên sinh xuống sông để thoát khỏi sự đau khổ. Từ đó cô ấy trở thành nữ thần đồi đen, tượng trưng cho lòng trung thủy trong tình yêu. Thế nhưng đó không phải tất cả. Sau khi qua đời, biết được hoàng tử đã lừa dối và hứa hôn với một người con gái khác, nữ thần đã tạo ra mưa giông, khiến những giọt mưa biến thành mũi kim, đâm thẳng vào người gã hoàng tử đến chết. Những bí mật hắn đã giấu cô cũng bị phơi bày. Nghe đến đây Nat bỗng bất giác cảm thấy lo lắng. Bọn họ sau đó ngồi trước tượng nữ thần và cầu xin sự bình an. Khi đến đoạn bóc quẻ xăm, thì trùng hợp thay quẻ cả hai bóc đều là số 12. Vừa đọc nội dung của nó, Nat giật mình khi nhận ra đây là một quẻ xấu. Tình cảm của cả hai sẽ gặp tai họa nếu như một trong hai giấu giếm chuyện gì đó với đối phương. Nat vội để lại quẻ bói vào chỗ cũ rồi đưa dao rời đi. Cả hai sau đó về lại nhà của gia đình Giao tại một khu nghỉ dưỡng. Bố của cô gái đã tài trợ để Nat được quản lý khu nghỉ dưỡng này. Đây cũng là nơi cả hai sẽ chung sống sau khi tổ chức đám cưới. Giao vô cùng háo hức cho những kế hoạch tương lai của hai người, nhưng lại không biết rằng Nat đang giấu cô một chuyện. Anh ta đã lén nộp đơn xin việc tại một công ty nước ngoài và đã được bên đó chấp thuận. Nat vô cùng hoang mang không biết phải nói thế nào cho bạn gái mình. Chiều hôm đó trong lúc đang nằm ngoài sân, Nat bỗng phát hiện đằng xa có một người phụ nữ lạ đang đứng nhìn về phía mình, nghĩ rằng chỉ là ai đó đi ngang qua. Thế nhưng tối hôm đó khi nhìn ra cửa sổ, anh ta nhận thấy người phụ nữ kia vẫn còn đứng đó không nhúc nhích. Điều này khiến Nat vô cùng lo lắng. Vừa bước ra bên ngoài kiểm tra thì bất ngờ người phụ nữ đó đã tiến lại gần hơn. Nat vội chạy lên lầu, nhìn thấy Giao đang sợ hãi nhìn về phía khoảng không trong góc phòng. Bên trong, một người phụ nữ với gương mặt đáng sợ bất ngờ xuất hiện. Chính là nữ thần đồi đen trong truyền thuyết. Hai người bọn họ sợ hãi bèn bỏ chạy ra bên ngoài. Lúc này trời bắt đầu đổ mưa. Những giọt mưa biến thành mũi kim, đâm xuyên qua cơ thể Nat khiến anh ta vô cùng đau đớn. Tất cả đều giống như trong truyền thuyết đã kể. Nat đến khi nhìn lại, nhận ra chỉ là ảo giác. Lúc này người phụ nữ đã tiến đến gần, đưa quẻ xăm đến trước mặt Nat, như muốn yêu cầu anh ta hãy nói tất cả sự thật. Nat lúc này không thể giấu được nữa, bèn tiết lộ rằng mình sắp sửa ra nước ngoài làm việc, không thể ở lại đây tổ chức đám cưới với Giao. Từ lâu anh ta đã luôn muốn được khám phá và sinh sống tự do bên ngoài. Giao nghe xong vô cùng thất vọng, bèn một mình đi vào trong nhà. Lúc này bất ngờ nữ thần đồi đen lại xuất hiện trước mặt cô gái. Thì ra không chỉ có Nat, mà Giao cũng giấu nhiều việc trước đây chưa từng tiết lộ. Cô gái đã từng có một khoảng thời gian không còn cảm nhận được tình yêu với Nat. Giao rất lo sợ rằng cả hai sẽ chia tay, nên đã cố gắng cầu xin nữ thần giúp mình mau tiến đến hôn nhân với anh ta. Chính cô gái cũng là người đã xin bố mình cho Nat được làm quản lý ở khu nghỉ dưỡng này, vì thương hại và sợ anh ta không có việc làm. Tất cả đều vì mục đích muốn Nat sẽ ở bên cạnh mình mãi mãi. Sau khi nghe những lời tự thú của Giao, biết rằng cô gái đã suy nghĩ như thế về mình bao năm qua, Nat vô cùng thất vọng. Trong lúc nóng giận, anh ta đã xô ngã cô gái xuống hồ bơi và liên tục hỏi tại sao cô lại ích kỷ như vậy. Tuy nhiên quang cảnh lúc này khiến Nat nhớ lại quá khứ cách đây 8 năm trước, khi cả hai vừa mới gặp nhau. Hôm đó Nat đắm mình trong bể bơi là do buồn phiền, sau khi mới chia tay với người yêu cũ. Chính Giao đã giúp anh ta vực dậy tinh thần, nhờ tấm lòng ấm áp và sự ân cần của cô. Nhớ lại những điều này khiến Nat một lần nữa tha thứ và ôm chầm lấy Giao. Sau tất cả, bọn họ cuối cùng đã trở về với nhau. Giao không còn ích kỷ mà quyết định để Nat ra nước ngoài làm việc và học tập. Cô sẽ hết lòng ủng hộ và chờ anh ta trở về. Có lẽ một mối quan hệ chỉ có thể bền chặt khi cả hai thật lòng quan tâm và không giấu giếm bất kỳ chuyện gì với nửa kia. Cuối phim, hình ảnh người phụ nữ bán đồ cúng ở ngôi miếu lại xuất hiện với đôi mắt bừng sáng, như để chứng minh bà ta cũng chính là linh hồn nữ thần đồi đen hiện thân. Tập 5, lớp học ma. Câu chuyện bắt đầu ở một trường học nằm tại một vùng quê hẻo lánh ở Thái Lan. Nhân vật chính là cô giáo trẻ tên Oi. Vì mới đến chưa được lâu, nên cô không được lòng các giáo viên dạy lâu năm ở đây. Hôm đó đến giờ điểm danh như mọi khi, Oi phát hiện trong lớp có một học sinh vắng mặt. Điều kỳ lạ là cậu học sinh tên Nick này, từ lúc khai giảng đến giờ vẫn chưa lần nào đến lớp. Đám học sinh bên dưới truyền tai nhau rằng, đã không nhìn thấy cậu bé từ hè năm ngoái. Có người cho rằng Nick đã bị xe tông chết. Bảo vệ trong trường mỗi tối khi đi qua lớp học này, đều nhìn thấy cậu ta ngồi yên trên bàn không nhúc nhích. Oi nghe xong vô cùng lo lắng, bèn đến hỏi các giáo viên trong trường thông tin về Nick. Tuy nhiên bọn họ khi nghe cái tên này thì lại tỏ ra thờ ơ, còn bảo rằng gia đình của cậu bé có vấn đề, những người trong làng đều biết. Nick sống cùng bố và bà nội, nhưng cả hai đều không bình thường. Ông bố nghiện rượu và ma túy. Bà nội của Nick thì có tính cách lạ lùng, không ai ở trong làng này muốn đến gần bà ta. Việc Nick nghỉ học là điều thường xuyên xảy ra, nên những người trong trường chẳng ai quan tâm. Mặc dù vậy, Oi vẫn muốn làm cho ra lẽ. Thế là sau giờ tan học, cô đã một mình đến nhà của Nick. Bước vào trong thì ngửi thấy một mùi hôi thối nồng nặc. Rất nhiều xác chết gia cầm nằm la liệt khắp nơi. Bố và bà nội của Nick sau đó từ trong nhà bước ra. Bọn họ nhìn Oi bằng ánh mắt kỳ lạ.
Khi được hỏi về Nick, ông bố bảo rằng nó là đứa nghiện ma túy, vì không có tiền nên đã đánh bà nội bị thương, sau đó trộm đồ trong nhà rồi bỏ đi, đến giờ không ai biết nó đang ở đâu. Oi cảm thấy chuyện này có vẻ kỳ lạ, cô yêu cầu cả gia đình báo cảnh sát, nhưng ông bố lại phớt lờ những gì cô gái nói. Bà nội thì cho rằng, việc sống chết của thằng bé đều phụ thuộc vào số mệnh. Cảm thấy không thể nói gì với hai người này được nữa, Oi đành quay trở về. Cô hiện tại đang phải ở một mình trong ký túc xá của trường. Tối hôm đó, khi đang nói chuyện điện thoại với mẹ, bỗng dưng nghe thấy một tiếng động lạ ở tầng trên lớp học, chính là lớp học của Nick. Oi tò mò nên đã bước lên kiểm tra. Nhớ lại những lời được nghe lúc sáng về hồn ma của Nick, khiến cô gái vô cùng sợ hãi. Khi vừa chuẩn bị rời đi, bất ngờ bị một bàn tay thỏ ra nắm lấy chân. Một cậu bé người đầy máu xuất hiện, bảo rằng mình chính là Nick. Vì phải chạy trốn khỏi bố và bà nội nên mới đến đây. Oi chưa hiểu chuyện gì, bất ngờ bên ngoài có tiếng bước chân. Bố và bà nội của Nick sau đó xuất hiện trước mặt. Bọn họ yêu cầu cô gái mau giao đứa trẻ ra. Nếu cô làm theo thì sẽ được thần linh ban phước, muốn gì có đó. Ông bố sau đó còn cầm dao ra đe dọa. Oi vô cùng lo lắng, yêu cầu bọn họ bình tĩnh. Tranh thủ lúc hai người đó không chú ý, cô gái bèn đẩy Nick ra phía cửa, sau đó chạy đến ngăn cản bọn họ cho cậu bé trốn thoát. Cả hai sau đó ra đến bên ngoài, nhưng phát hiện cửa trường học đã bị khóa. Không còn cách nào, phải chạy vào nhà kho ẩn trốn. Oi cố gắng điện thoại báo cảnh sát, nhưng hiện tại đang nửa đêm, lại giữa vùng quê hẻo lánh, nên cảnh sát cũng không phục vụ. Trong lúc cả hai đang ẩn trốn, bất ngờ Nick nhìn thấy ảo giác về một người đàn ông, đội một chiếc mặt nạ đáng sợ. Oi cố gắng trấn an và hỏi chuyện gì đã xảy ra. Nick cuối cùng đã chịu kể lại toàn bộ sự việc. Cách đây vài tháng trước, trong làng xuất hiện một người đàn ông quái dị đội chiếc mặt nạ và tự xưng là ẩn sĩ A-la-háng tái sinh. Bà nội của Nick đã bị hắn ta dụ dỗ, mang một thứ dược phẩm kỳ lạ về nhà. Bà ta sau đó nấu chúng với máu của những loại gia cầm, để trở thành một loại dung dịch được gọi là nước thánh. Bà ta sau đó mang nó đưa cho con trai của mình và bắt hắn uống sạch. Sau khi uống xong, bọn họ như trở thành một con người khác, trở nên vô cùng hung hãn, ép Nick cũng phải uống thứ nước quái dị đó. Cậu bé cố gắng chống cự thì liền bị đánh đập dã man. Vì không thể chịu được, Nick cuối cùng đã tấn công bà nội, sau đó bỏ chạy khỏi nhà. Vừa kể xong câu chuyện thì hai người kia cũng kéo đến. Oi thấy vậy yêu cầu cậu bé giữ im lặng, còn cô thì ra ngoài, giả vờ bảo rằng Nick đã chạy trốn vào rừng. Tuy nhiên hai người kia vẫn tỏ thái độ nghi ngờ. Bà nội ngửi thấy mùi của thằng bé, chắc chắn nó đang ở đâu đó gần đây. Oi cố gắng ngăn cản liền bị ông bố lao đến tấn công, đè cô gái xuống. Bọn chúng sau đó mang thứ nước quái dị đổ vào miệng cô gái. Nick nhìn thấy vội vàng chạy ra ngăn cản, sau đó đã bị bố và bà nội của mình bắt đi mất. Về phía Oi, một lát sau tỉnh lại cảm thấy đầu óc choáng váng. Xung quanh khung cảnh mờ ảo. Cô gái bước ra hành lang thì đụng độ một gã đàn ông đeo mặt nạ quái dị. Bị hắn liên tục hù dọa khiến cô gái vô cùng sợ hãi. Oi sau đó chạy vào lớp học thì thấy Nick đã chết, cơ thể bị cột giữa phòng. Ông bố và bà nội thì trở nên điên loạn, đứng múa may quay cuồng như đang thực hiện một nghi lễ gì đó. Lúc này ông bố bước đến chỗ Oi và có ý định làm điều sằng bậy với cô. Oi không chống cự mà vẫn giả vờ cười nói vui vẻ với hắn, như thể bản thân cũng đang bị ảo giác. Khi gã đàn ông vừa cởi quần, cô gái liền lấy con dao gần đó chém bay công cụ gây án của hắn. Sau đó đâm liên tục vào gã đàn ông khiến hắn chết ngay tại chỗ. Về phía bà nội, bỗng nhìn thấy đứa cháu trai vừa qua đời của mình đột nhiên tỉnh lại, khiến bà ta hoảng sợ bỏ chạy. Oi nhanh chóng đuổi theo ngay đằng sau. Khi dồn bà ta đến đường cùng, cô gái cũng ra tay tiễn bà ấy về nơi chín suối. Sáng hôm sau, các học sinh khi đến trường thì vô cùng kinh hãi khi thấy xác ba người trong gia đình của Nick. Trong khi đó, Oi lúc được tìm thấy thì tâm trí đã trở nên điên loạn sau khi uống phải thứ nước thánh quái dị kia. Bài học rút ra của câu chuyện này đó là đừng tin vào những thầy bùa tự xưng, cũng như những phương thuốc không rõ nguồn gốc nếu không muốn một thảm kịch xảy ra cho bản thân và gia đình mình. Tập 6, cô gái phòng bên. Câu chuyện này xoay quanh một thanh niên trẻ tên Bert. Hôm đó anh cùng với một người bạn thân đang chuyển đồ đến một chung cư mới để sinh sống. Đó là một tòa chung cư lâu đời và cũ kỹ. Khi vừa đến nơi, bước xuống xe, bất ngờ xác một cô gái từ đâu rơi xuống trước mặt Bert. Anh ta hoảng hốt không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bất ngờ nhìn lại thì nhận ra đó chỉ là ảo giác. Bert không suy nghĩ nhiều mà liền nhờ bạn mang đồ giúp mình lên phòng. Trong lúc đang dọn dẹp, anh ta bỗng phát hiện căn hộ 406 đối diện phòng mình, người ở là một cô gái trẻ với gương mặt xinh đẹp. Vì đã lâu không có người yêu, nên Bert tỏ ra rất thích thú, bèn viết một lá thư làm quen. Khi tiễn bạn ra chỗ thang máy để về nhà, anh ta cũng tranh thủ dán lá thư trước cửa phòng cô gái. Tuy nhiên một lát sau khi quay lại thì phát hiện nó đã biến mất. Bớt sau đó đi vào phòng và nằm nghỉ ngơi. Trong lúc đang mơ màng thư giãn, anh ta nghe thấy trong nhà tắm có tiếng nước chảy. Sau đó dường như có ai vừa bước ra. Tuy nhiên khi Bớt tỉnh lại, bước vào kiểm tra thì lại không thấy gì. Lúc này dưới sàn có một mảnh giấy nhắn ai đó để lại. Trong đó ghi một vài dòng chữ, nếu nghe thấy gì cũng không được trả lời. Sau 12 giờ đêm phải tắt đèn và đừng gây ra tiếng động. Không trả lời bất cứ ai bên ngoài dù có chuyện gì xảy ra.
bớt nghĩ rằng cô gái phòng bên đã gửi tờ giấy này cho mình, nhưng anh không hiểu nó có nghĩa gì. Tối hôm đó vào đúng 12 giờ khuya, khi đang ngồi lướt mạng, bỗng bớt nghe thấy bên phòng cô gái có tiếng cãi vã. Vì quá ồn nên anh bèn đeo tai nghe rồi tiếp tục làm việc. Một lát sau ra ngoài ban công hút thuốc, bỗng bớt lại nghe thấy tiếng động bên phòng cô gái. Vì tò mò nên anh ta thử ngước qua nhìn, thì phát hiện cô ta đang ân ái với một người đàn ông lạ mặt. Trong lúc đang xem, bất ngờ cô gái hướng mắt thẳng về phía bớt khiến anh ta hoảng hốt bèn chạy lại, vào phòng. Lúc này bên ngoài liên tục có tiếng đập cửa. Bớt nhìn qua cái lỗ thì thấy một bàn tay của ai đó. Anh ta vô cùng sợ hãi không dám phát ra tiếng động nào. Sáng hôm sau vừa ngủ dậy, bớt ra ngoài thì phát hiện phòng 406 đối diện đã bị khóa. Vừa ghé đầu vào kiểm tra, bất ngờ cánh cửa liền bật mở. Bên trong là cô gái kia đang kêu cứu. Bớt vô cùng hoảng hốt bèn xuống nhờ bảo vệ, yêu cầu anh ta lên mở cửa giải cứu cô gái. Tuy nhiên bảo vệ khi nghe đến số phòng thì liền bảo rằng căn phòng đó đã bị bỏ không từ hơn vài tháng trước, hiện tại không có ai thuê. Nghĩ rằng bảo vệ đang đùa, bớt bèn một mình quay trở lại, cầm dụng cụ bước từ ban công sang phòng cô gái, định sẽ giải cứu cho cô ấy. Nhưng khi bước vào thì trong phòng lại không có ai. Mở cửa nhà tắm, bớt giật mình khi thấy bản thân lại đang ngồi trước mặt. Anh ta không hiểu chuyện này là thế nào. Bất giác liền tỉnh dậy, nhận ra lại đang ở trong phòng của mình. Cho rằng chuyện này có gì đó kỳ quái, bớt đã nhờ người bạn thân tối nay đến phòng của mình để điều tra, còn anh ta sẽ tìm cách đi ra ngoài trước nửa đêm. Thế là khuya hôm đó, trước khi đồng hồ điểm 12 giờ khuya, bớt bèn thu dọn đồ đạc rời khỏi căn phòng của mình. Nhưng khi vừa đến chỗ thang máy, anh ta phát hiện để quên điện thoại, bèn quay lại để lấy. Khi trở lại phòng thì lúc đó đã hơn 12 giờ. Lúc này cậu bạn thân bỗng gọi điện đến. Cậu ta sau khi điều tra, biết được bớt nghiện ma túy, và cho rằng những gì anh ta kể đều là do ảo giác gây ra. Bớt cố gắng giải thích nhưng người bạn không quan tâm. Tức giận anh ta liền ném vỡ chiếc điện thoại, sau đó một mình bỏ đi. Khi vừa bước ra cửa, bất ngờ nhìn thấy cô gái ở phòng đối diện 406. Cô ta không nói không rằng, liền đi qua phòng của bớt, còn hỏi anh ta rằng có muốn vào cùng không. Bớt không thể cưỡng lại sức hấp dẫn từ cô gái nên đã đi theo. Sáng hôm sau, anh ta ngủ dậy phát hiện mình đang ở trong phòng. Cô gái kia thì đã biến mất. Trước cửa phòng có một tờ giấy ai đó gửi đến, về một số lưu ý có thể xảy ra trong tòa nhà. Hệ thống ống nước hiện có trục trặc, không được uống nước trong phòng. Tránh những nơi có tiếng ồn. Khi có người bước vào phòng, hãy tránh ánh mắt của họ. Cuối cùng tuyệt đối không được bước ra khỏi phòng. Bớt không hiểu những thứ này có nghĩa là gì. Anh ta định đi ra ngoài nhưng cửa phòng không thể mở được. Bớt ra ngoài ban công cố gắng kêu cứu những người bên dưới, nhưng bọn họ dường như không hề nghe thấy tiếng anh ta. Tức giận, bớt ném gạt tàn thuốc xuống bên dưới, nhưng lại không có gì xảy ra. Khi nhìn lại, anh ta phát hiện cái gạt tàn vẫn nằm ở chỗ cũ. Lúc này kế bên bớt bất ngờ xuất hiện một người phụ nữ mặc váy đỏ. Bớt sau đó bước vào phòng thì phát hiện trời đã tối. Anh ta cố bật đèn nhưng điện không hoạt động. Nước trong nhà tắm thì liên tục chảy ra bên ngoài. Bớt sợ hãi cố gắng dùng thanh sắt đập cửa, nhưng khi vừa chạm vào chúng, tay chân của anh liền bị bỏng nặng. Lúc này trên giường, bớt kinh hoàng phát hiện cô gái mặc váy đỏ ở phòng 406, cơ thể đầy máu đang ngồi. Kế bên chính là bản thân của anh ta. Trong khi đó, người bạn thân của bớt đã tìm đến chủ nhân của căn hộ 406 khi xưa. Đó là một người đàn ông trung niên. Khi được hỏi về cô gái bí ẩn kia, ông ta bảo rằng trước đây cô ấy không ở phòng của mình, mà là ở phòng đối diện. Chính là phòng của bớt hiện tại. Khi đó ông ta đã chú ý đến cô gái nhờ vẻ ngoài xinh đẹp. Do vợ thường xuyên tăng ca vào ban đêm, nên người đàn ông đã có mối tình vụng trộm với cô gái trẻ. Thế nhưng lâu ngày, bà vợ phát hiện trong phòng có mùi hương lạ thì vô cùng tức giận, cho rằng chồng đã cắm sừng mình. Lo sợ mối quan hệ bị phát hiện, người đàn ông đã gửi cho cô gái một tờ giấy nhắn, yêu cầu cô giữ im lặng và tắt đèn sau 12 giờ đêm, cũng như không được trả lời bất kỳ ai bên ngoài. Tuy nhiên cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Bà vợ nhận ra cô gái trẻ phòng đối diện chính là kẻ thứ ba. Bà ta liên tục đập cửa, yêu cầu cô gái ra nói chuyện, nhưng cô ta chỉ dám im lặng. Bà vợ sau cùng đã cùng chồng thu dọn đồ đạc và chuyển đi nơi khác. Đứng trước hai sự lựa chọn, ông ta cuối cùng đã chọn vợ mình và bỏ rơi cô gái. Nhiều ngày sau đó, người ta phát hiện cô ta đã tự kết liễu bản thân. Trên người còn mặc một bộ váy đỏ. Quay về phía bớt, lúc này đã vô cùng hoảng loạn. Anh ta nghe thấy tiếng mẹ và tiếng người bạn thân đang gọi tên mình. Nhưng dù cố gắng thế nào cũng không thể nói chuyện được với bọn họ. Lúc này trong phòng, nước từ trần nhà bắt đầu chảy xuống. Bớt bàng hoàng nhận ra căn phòng mình ở, thực chất chính là một chiếc quan tài. Anh ta đã chết và đang trong lễ tang của chính mình. Tờ thông báo bớt nhận được trước cửa, chính là những quy tắc dành cho một hồn ma trước khi rời khỏi nhân gian. Lúc này cửa phòng bật mở, bà mẹ cầm di ảnh của con trai bước vào. Bớt vô cùng đau lòng nhưng không thể làm gì được. Vào cái đêm bị cô gái dẫn dụ vào phòng, anh ta đã bị hồn ma cô gái điều khiển, khiến bản thân nhảy xuống từ ban công căn hộ. Một cái chết vô cùng tức tưởi mà bớt phải nhận, chỉ vì thuê nhầm một căn phòng mà lẽ ra mình không nên thuê. Tập 7. Bà ngoại kính yêu. Nhân vật trong tập này là người phụ nữ tên Montha.
Hôm đó cô đưa mẹ già của mình ra ngoài bờ sông để thả cá cầu bình an. Người mẹ già lẩm cẩm muốn có thêm vài con lương, nhưng Mon Tha bảo rằng con sông này chảy rất xiết, không thể thả lương được. Nhìn thấy mẹ mình một mực đòi có lương cho bằng được, cô gái vô cùng mệt mỏi yêu cầu bà ta mau thả hết số cá rồi nhanh trở về nhà, cô còn có việc phải đến công ty. Lúc này điện thoại của Mon Tha đổ chuông, là người phía công ty gọi đến. Cô gái nói chuyện mải mê một hồi, đến khi nhìn lại thì phát hiện mẹ mình đã biến mất, chỉ còn mỗi đôi dép của bà ấy bên bờ sông. Mon Tha vô cùng hoảng hốt, cố gắng nhờ đội cứu hộ tìm kiếm, nhưng một ngày trời trôi qua vẫn không tìm thấy bà mẹ đâu. Cô mệt mỏi quay trở về nhà. Mon Tha có một cô con gái tên là Nulek, tuy nhiên hai mẹ con không được thân thiết cho lắm. Khi nghe tin bà ngoại mình mất tích, Nulek vô cùng tức giận ném vỡ chiếc ly sứ trên bàn, cho rằng tất cả là lỗi của mẹ, sau đó bỏ đi về phòng. Trước giờ bà ngoại luôn là người yêu thương và chăm sóc cho Nulek, thế nên cô bé cảm thấy rất buồn. Trong lúc đang ngồi trên bàn, bỗng Nulek nhìn thấy một tên thanh niên hàng xóm đang lén lút nhìn qua cửa sổ phòng mình. Ngày hôm sau trong khu phố bắt đầu xuất hiện những biển báo tìm chó mèo mất tích. Về phía Mon Tha, sau một ngày không tìm thấy bất kỳ tung tích nào của mẹ, cô quyết định sẽ đến gặp một ông thầy đồng nổi tiếng để nhờ ông ta giúp đỡ. Thầy đồng bảo rằng mẹ của cô gái vẫn còn, nhưng đang bị một hồn ma che tầm nhìn, khiến bà ấy không tìm thấy đường trở về. Cách duy nhất lúc này đó là thực hiện một nghi lễ đặc biệt, dùng hai sợi chỉ trắng và đỏ cột lại đôi dép mà bà mẹ thường mang, bên trên dán một bức ảnh của bà ta. Việc cô cần làm là hãy luôn suy nghĩ về mẹ mình và tập trung dẫn dắt bà ấy trở về. Chỉ cần một chút lơ là, cái giá phải trả sẽ rất đắt. Mon Tha sau đó về nhà, đặt đôi dép của mẹ lên giường và thực hiện đúng những gì mà thầy đồng căn dặn. Nulek nhìn thấy việc làm của mẹ thì cho rằng bà ta chỉ đang mê tín dị đoan, cúng tiền cho những gã thầy đồng vô dụng. Lúc này cô bé lại nhìn thấy tên hàng xóm lạ mặt vẫn đang rón rén nhìn qua cửa sổ phòng mình. Điều này khiến cô vô cùng bực mình. Một ngày, hai ngày rồi ba ngày trôi qua, tin tức về bà ngoại vẫn bật vô âm tính. Tối hôm đó khi Nulek đang ngồi trong phòng, bỗng dưng nhìn thấy dưới sân nhà có những dấu chân kỳ lạ. Cô chưa hiểu chuyện gì, bất ngờ bà mẹ xuất hiện đằng sau, báo tin rằng bà ngoại đã trở về. Quả nhiên nghi lễ đã có tác dụng. Bà ngoại vẫn trông khỏe mạnh và vui vẻ nói chuyện nhưng không có gì xảy ra. Tuy nhiên khi Nulek nhìn bà ấy, biểu cảm của cô bé lại có vẻ hơi lo lắng. Sáng hôm sau, Nulek ngủ dậy thì phát hiện mẹ và bà ngoại đều đã đi mất. Lúc này trong phòng bà ta bỗng có tiếng động lạ. Cô bước vào, ghé đầu xuống gầm giường thì phát hiện một cái chén đang tự di chuyển. Nulek tò mò liền bước đến mở nó ra. Bất ngờ một con thằn lằn từ bên trong bò vào người cô bé, khiến cô giật mình hoảng hốt. Vừa nhìn ra cửa sổ, Nulek phát hiện tên hàng xóm biến thái đang đứng nhìn lén từ bên ngoài. Cô bé sợ hãi bèn chạy lên phòng trùm chăn, nhưng bất ngờ bà ngoại với gương mặt đáng sợ lại nằm ngay kế bên, khiến cô bé giật mình hét lớn. Sau một lúc cố gắng bình tĩnh, Nulek lấy hết can đảm từ từ bước đến, gỡ tấm chăn ra thì nhìn thấy bà ngoại ngồi bên trong, gương mặt đã trở lại bình thường. Cả hai sau đó ngồi tâm sự với nhau. Nulek nhớ lại ngày xưa bà ngoại từng hát ru cho mình ngủ. Cô bé uống bà ta làm lại điều đó một lần nữa. Nói xong thì nằm lên đùi bà ngoại, không biết rằng thứ kinh khủng đang chờ mình phía trước. Trong khi đó, Mon Tha đang làm việc trong công ty, bỗng nhận được một cuộc gọi từ phía cảnh sát. Bọn họ thông báo đã tìm được mẹ của cô gái. Bà ta bị trôi giặt ở một đoạn sông bên ngoài thị trấn. Do chết đã lâu nên cái xác bị trưng phình vô cùng đáng sợ. Mon Tha không tin vào mắt mình. Cô vội vã gọi điện về cho con gái, nhưng không có ai bắt máy. Lúc này ở nhà, Nulek đang nằm thư giãn, bỗng cảm thấy bà ngoại có gì đó kỳ lạ. Cô nhìn lên bức tường phản chiếu bóng hai người, thì kinh hoàng khi thấy đầu bà ta từ từ lìa khỏi cổ. Vừa ngước lên, bà ngoại bất ngờ nôn trong miệng hàng chục con lươn vào người Nulek, khiến cô bé vô cùng kinh hãi. Bà ta sau đó yêu cầu cô cùng mình chơi trò trốn tìm. Mỗi khi tìm được Nulek, bà ta sẽ lấy một bộ phận cơ thể trên người của cô bé. Vừa nói xong bà ấy bắt đầu đếm ngược. Nulek vô cùng sợ hãi, bèn chạy vào trong tủ đồ dưới bếp ẩn trốn. Nhìn thấy bà ngoại đi ngang qua, tưởng rằng bà ta sẽ bỏ đi. Bất ngờ bà ấy lại xuất hiện kế bên, dùng dao cắt mất một bên tai của Nulek. Bà ta sau đó lại tiếp tục đếm ngược vòng 2. Cô bé vô cùng sợ hãi, bèn chạy vào trong nhà tắm, cố gắng thoát ra ngoài bằng lối cửa sổ. Bà ngoại nhanh chóng đã đuổi ngay đằng sau. Nulek chạy ra ngoài đường, cố gắng kêu cứu nhưng xung quanh không có ai. Bà ngoại cầm dao đằng sau liên tục xông đến. Trong lúc hốt hoảng, Nulek đã trượt chân ngã ra đường, vừa đúng lúc xe của Mon Tha chạy đến, tông trực diện cô bé. Tuy nhiên khi Mon Tha bước xuống xe, thì dưới bánh xe chỉ là một đôi dép bị cột chặt. Trong đó là hình của Nulek. Lúc này bộ phim bỗng xoay ngược về ban đầu. Người xem mới bàng hoàng nhận ra, Nulek cũng đã chết từ rất lâu. Cô bé vì giận mẹ nên đã bỏ nhà ra đi và không may bị tai nạn. Mon Tha vì quá đau lòng nên đã dùng nghi lễ đặc biệt để triệu hồi linh hồn con gái quay trở về. Bà ta sau đó cũng đã dùng cách này để gọi mẹ của mình, nhưng không ngờ rằng lần này, thứ được gọi không phải mẹ của Mon Tha mà là một linh hồn ác quỷ đáng sợ. Đó cũng là lý do khi nhìn thấy bà ấy, Nulek đã tỏ thái độ nghi ngờ, do cô cũng là một hồn ma.
việc thú cưng trong khu phố bọn họ liên tục mất tích, có thể do đã bị chính Nulek ăn thịt. Trong khi đó, gã thanh niên biến thái hàng xóm thực chất chính là một YouTuber, chuyên thu thập những câu chuyện ma quỷ. Nhà của Montha là một trong những địa điểm được hắn ta chú ý đến. Hôm đó, sau khi quay một đoạn phim trước nhà của cô ta, vừa trở về chuẩn bị đăng lên mạng, bất ngờ gã thanh niên nhìn thấy sau lưng mình có hai bóng ma. Đó không ai khác chính là hồn ma của Nulek và bà ngoại. Bọn họ sau đó từ từ siết cổ, giết chết gã thanh niên một cách đầy đau đớn. Đừng dại dột chơi đùa với ma quỷ, nếu không sẽ nhận lại một cái kết kinh hoàng. Tập 8, lời nguyền lan truyền. Nhân vật trong tập này là Claire, một người mẹ đơn thân làm công việc giặt ủi tại một căn nhà thuê rẻ tiền. Công việc mệt nhọc, lại không đủ chi phí sinh hoạt khiến cô thường xuyên mệt mỏi. Nhưng nhờ có đứa con gái nhỏ bên cạnh động viên, khiến cuộc sống của Claire cũng vơi bớt đi phần nào khó khăn. Tối hôm đó trong lúc đang giặt đồ cho khách như mọi khi, Claire cảm thấy chán nên đã mở YouTube, nghe những câu chuyện ma đêm khuya. Đó là câu chuyện về một người mẹ, có con gái không may bị qua đời do đuối nước. Tuy nhiên bà ấy liên tục gào khóc, cho rằng ma quỷ đã bắt con gái mình đi. Trong lúc đang nghe dở câu chuyện, bỗng dưng đoạn video lại bị dừng đột ngột. Claire bèn bước đến cố gắng mở lại. Lúc này cô gái bỗng phát hiện có một bóng đen bí ẩn xuất hiện trên màn hình. Nó bất ngờ lao đến khiến Claire giật mình làm rơi điện thoại. Bên ngoài bỗng có tiếng đập cửa, chính là bà chủ nhà đến để đòi tiền tháng này. Claire cố gắng xin bà ta cho gia hạn thêm 2 tuần, do cô vừa mới cho con gái nhập học, cần thêm tiền để đóng học phí. Bà chủ nhà nhìn thấy Claire tội nghiệp nên cũng đồng ý. Sau khi chào tạm biệt bà ta, cô bèn vội tắt đèn đi ngủ, không biết rằng trong góc tường xuất hiện một bóng người vô cùng đáng sợ. Ngày hôm sau trong lúc đang làm việc, bỗng thầy hiệu trưởng ở trường con gái đến gặp Claire. Ông ta đang khảo sát kinh tế gia đình của những học sinh trong trường mình. Nhìn thấy gia đình Claire nghèo khổ phải đi thuê, ông thầy không muốn con gái cô đến học trường của mình, mà khuyên cô nên chọn một nơi khác rẻ tiền hơn. Mặc cho Claire cố gắng cầu xin, nhưng ông thầy hiệu trưởng vẫn nhất quyết không đồng ý, sau đó liền rời đi. Claire vô cùng chán nản bèn quay trở lại làm việc. Trong lúc đang mang đồ của khách bỏ vào máy giặt, đứa con gái bỗng phát hiện trong chiếc túi quần có một sợi dây chuyền vàng. Claire nhìn thấy vội cất vào người, nói rằng mình sẽ trả lại cho khách. Tối hôm đó cô có hẹn đi ăn uống với nhóm bạn thời đại học. Claire căn dặn con gái ở nhà không được mở cửa cho người lạ và hãy mau đi ngủ sớm. Cô gái sau đó đến nhà hàng để gặp nhóm bạn của mình. Nhìn thấy bọn họ ai nấy đều ăn mặc sang trọng khiến cô có chút xấu hổ. Trong khi đó ở nhà, đứa con gái trong lúc đang ngủ, bỗng nghe thấy một tiếng động lạ ở ngôi nhà bỏ hoang bên kia đường. Cô bé cứ thế nhìn về hướng đó, không biết rằng đằng sau lưng có một bóng người bí ẩn đang đứng. Đến khuya Claire trên đường trở về nhà, bỗng nhận được điện thoại của con gái. Nhưng đầu dây bên kia không nói lời nào mà chỉ có tiếng nước chảy. Cảm thấy có chuyện không lành, Claire vội vàng trở về nhà. Bước vào trong thì thấy chiếc máy giặt đang hoạt động. Con gái thì đang trùm kín chăn ngủ trên giường. Claire thấy lạ nên bước đến gần, thì phát hiện tấm chăn dính đầy nước. Người nằm bên trong thì có cơ thể đen xì vô cùng đáng sợ. Nó sau đó từ từ bước đến khiến Claire vô cùng hoảng hốt. Lúc này cô con gái bỗng xuất hiện từ đằng sau. Claire giật mình ôm lấy cô bé, khi nhìn lại thì bóng người bí ẩn kia đã biến mất. Cô hỏi con gái nãy giờ đã làm gì thì cô bé bảo rằng mình chơi với một người chị gái. Chị ta ở căn nhà đối diện. Claire nghe xong thì vô cùng bàng hoàng. Cô nhìn vào bức vẽ của con gái thì thấy ngoài mình ra, cô bé còn vẽ thêm một người khác với cơ thể màu đen đáng sợ. Ngày hôm sau, những chuyện kỳ lạ tiếp tục xảy đến với Claire. Trong lúc cô đang phơi đồ trên sân thượng thì trời bỗng dưng đổ mưa lớn, khiến toàn bộ quần áo của khách bị ướt nhem. Tuy nhiên khi Claire đến gặp vị khách kia và kể lại chuyện này, thì cô ta bảo rằng mấy ngày nay trời không hề đổ một giọt mưa nào. Claire hoang mang trở về nhà, nhìn thấy rất nhiều người tụ tập trước cửa. Một người phụ nữ còn dẫn theo cảnh sát đến, tố cáo Claire là kẻ trộm đã lấy sợi dây chuyền vàng của mình. Thì ra chính cô gái đã lén mang sợi dây chuyền nhặt được hôm trước, mang đi bán để có tiền đóng học phí cho con gái. Trước áp lực từ phía cảnh sát, Claire bèn cầu xin người phụ nữ cho mình 2 ngày để trả lại số tiền đã lấy. Bà ta nghe vậy thì cũng rời đi. Claire vô cùng lo lắng, không biết phải kiếm đâu ra số tiền trong thời gian ngắn như vậy. Đứa con gái thì cứ lải nhải kế bên khiến cô gái vô cùng khó chịu. Claire yêu cầu cô bé đi tắm, còn bản thân thì chạy vào phòng thu dọn đồ đạc, định sẽ bỏ nhà đi trong đêm. Tuy nhiên một lát sau, khi thu dọn xong vẫn không thấy con gái bước ra. Claire vào kiểm tra thì phát hiện nhà tắm đã không còn ai. Cô nhìn sang căn nhà hoang đối diện thì kinh hoàng, phát hiện con gái mình đang bị một bóng người bí ẩn mang đi mất. Claire vội vã đang chạy sang đó, phá cửa bước vào. Tại đây cô vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy căn nhà này, giống hệt với ngôi nhà cho thuê bên kia đường của mình. Trên bàn còn có bức chân dung hình của cô. Lúc này trong chiếc máy giặt bất ngờ xuất hiện một bàn tay trẻ con. Nghĩ rằng con gái mình ở bên trong, Claire liền vội vàng đập cửa, nhưng không thể nào mở được. Bất ngờ vừa lúc đó có một bóng đen lướt ngang qua. Cô gái vội vã đuổi theo. Khi bước lên lầu, cô nhìn thấy những bức vẽ của con gái đã bị đẫm trong nước. Dòng nước từ trên lầu cứ liên tục chảy xuống. Khi Claire bước vào phòng tắm thì kinh hãi, khi thấy con gái mình đã nằm đó chết từ bao giờ. Cô ôm lấy đứa con khóc nức nở.
Lúc này một hồn ma kinh dị xuất hiện trước mặt Claire. Nó mặc một chiếc váy đỏ giống hệt như cô, cơ thể thì nhớp nháp đầy nước trong vô cùng đáng sợ. Vài tuần sau đó, Claire đã bị bà chủ đuổi khỏi nhà trọ cho thuê. Sau cái chết của con gái, không còn ai nhìn thấy cô ta nữa. Bà chủ nhà hôm đó vừa trở về, nhìn thấy sàn nhà dính đầy nước. Bà ta mở YouTube, nghe những câu chuyện ma đêm khuya. Ngày hôm đó là câu chuyện của một người phụ nữ, có giọng nói giống hệt với Claire. Cô ta sợ hãi bảo rằng hồn ma kia đã giết con gái tôi, và nó vẫn cứ liên tục bám theo tôi chưa chịu buông tha. Lúc này đoạn video lại bị dừng bất chợt. Bên trong màn hình, một bóng người với cơ thể đẫm nước xuất hiện, kết thúc tập phim cuối cùng. Tập phim này nói về căn bệnh trầm cảm mà rất nhiều người hiện nay đang mắc phải. Hồn ma mà Claire nhìn thấy hoàn toàn không có thật, mà chỉ do tâm trí cô gái tạo nên. Sau khi nghe chương trình kể chuyện đêm khuya trên YouTube, cuộc sống đầy nỗi lo cơm áo gạo tiền đã khiến Claire phải gác đi những ước mơ của mình. Nhìn thấy cuộc sống giàu sang của bạn bè xung quanh càng khiến cô buồn bã. Có lẽ trong lúc tâm trí hỗn loạn sau khi bị tố cáo là kẻ cắp, Claire đã ra tay dìm chết đứa con gái của mình trong bồn tắm. Căn nhà bỏ hoang bên kia đường chính là hình ảnh phản chiếu nội tâm đen tối bên trong con người của Claire. Bóng ma kia sẽ luôn ám ảnh lấy cô, khiến cô vĩnh viễn mắc kẹt với quá khứ tội lỗi của mình. Hai tập phim cuối cùng cũng đã kết thúc series phim kinh dị, thứ ba kinh hoàng, chuyện rùng rợn. Nếu các bạn thấy hay, đừng quên nhấn like, đăng ký để ủng hộ chúng mình nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những video sắp tới.